Rồi, giới thiệu với các bạn cây mai cúc rinh. Cây này là cây huyết lông, giống huyết lông, đọt non rất là đỏ. Cây này cây dáng bay thuần chung rồi. Đây, mình thân đây. Thân là nó như ngón chân cái, to hơn một chút nha anh em. Đọt non ở đây. Đỏ đậm vậy đó. Này là dáng bay làm từ nhỏ lên thì các chi cành anh nhìn bên dưới, anh nhìn lên này không, nó phóng ngọn chu rất là rõ ràng luôn đó, lúc nụ này. Đây mình quay bên trên cho các bạn xem đó, nó phóng đi rất là mạnh không. Tây tán này. Nói chung nụ cái này năm nay thì nó hơi thưa. Thì mình bán giảm giá cho anh em mà mua nó giống mình chơi thôi. Thì cái này mình muốn giao lưu cho anh em giá 1.300.000 nha anh em. Anh em nào có thiện chí giao lưu liên hệ. Cái tán bay của nó là nó tầm 1,2 m. Đó. Góc cái đầu là rất là rõ ràng nha anh em. Anh em nào thích thì liên hệ nha, số điện thoại 0849 02 0790. Để giao lưu con này vào chơi nha, lấy giống mình chơi.